Xin chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh của Hoa Kiện Trúc Ly nha. Hôm nay vườn con lên một lô hoa giấy ghép nha cô chú anh chị. Hôm nay là lô ngày 26 tháng 11 năm 2022 nha. Cô chú anh chị mà mua hàng nhớ nói ngày giùm con nha. Tại vì mỗi ngày con lên mỗi clip khác nhau, mỗi cây khác nhau á. Lô hôm nay thì con lên tiếp tục là 5 cây thái 5 màu. Hàng này là chuẩn 5 màu luôn nha cô chú anh chị. Này là ghép thái, thái ngũ sắc nha. Rất là đẹp luôn, tàn tược rất là khỏe, là đẹp luôn. Cây thì đang chuẩn bị cho nụ luôn, chuẩn bị có hoa về là bung lụa liền luôn á. Chiều cao của mấy cây này á, là tính, nếu mà tính từ mặt chậu á nha, là khoảng từ 9 tấc đến cho 1 mét nha cô chú anh chị. Tàn thì nó cũng như thế luôn, tàn là khoảng 8-9 tấc là thoải mái nha. Đây, tàn tược cây thì đang cho ôm nụ hết luôn, đang ôm nụ nhỏ nhỏ như thế này nè, về là bung lụa liền luôn nè. Đây đang ôm nụ nè. Hàng là chuẩn 5 màu luôn nha cô chú anh chị, con chuẩn 5 màu cho cô chú anh chị mình luôn nha. Con sẽ vườn con thì ở Lấp Vò Đồng Tháp nha. Cô chú anh chị mà mua hàng thì liên hệ số điện thoại của con giùm nha. Số điện thoại con là 0358 899 853. Số này con có Zalo luôn nha cô chú anh chị. Sẽ bắt đầu cây số 1 nha. Cây số 1 này hoành 14,5. Đây đế nè. Đế quấn rất là đẹp luôn. Đế bóng lộng, kho hàng đẹp không tì vết luôn á. Cây này phân 4 nhánh nha chú anh chị, 4 nhánh nhưng vẫn ghép được 5 màu nha. Đây, hoành 14,5 nha, gốc đế của cây này nha chú anh chị. Giờ mình kiểm tra màu. Màu thì có một số cây thì nó chưa có lên nụ, một số cây thì nó lên nụ rồi. Như cây này thì màu hồng nè. Cây này thì nó chưa có lên nụ nhiều nè. Cây này mới có màu hồng hả. Đây đây đây, màu cam đây. Hàng này chuẩn 5 màu cho nên cô chú mình yên tâm nha. Đây cái tàn của cây số 1 nè. Đây. Nếu mà cây nó nở nhiều quá gửi đi thì có thể bị rụng hoa nha cô chú anh chị. Còn mấy cây mà nó nở ít như thế này nè thì về là nó sẽ tiếp tục nở nữa nha. Cây số 2. Cây số 2 này hoành cũng 14,5 luôn. Cây số 2 nè, đây màu đỏ đây. Cái này là cái nụ màu hồng nha. Cái này là màu cam. Đây màu trắng đây. Cái này là màu vàng nha chú anh chị. Nó đang ôm nụ nhỏ hết nè, mấy cái đọt này nè, mấy cái đọt như thế này là nó ôm nụ nhỏ hết trơn nè. Về là bung lụa liền luôn á. Gốc của cây số 2 nha quý anh chị. Số 2 này phân 3 nhánh nha. Gốc của số 2 nha. Hai này phân lên 3 nhánh. Cái này thì cái gốc nó không có quan trọng, mình quan trọng là mình chuẩn 5 màu cho mình nè. Đây cái gốc, gốc thì nó tương đương nhau hết. Mỗi gốc thì mỗi kiểu khác nhau nha. Đây là gốc cây số 2 hoành 14,5 phân 3 nhánh. Cây tàn tược thì nó như nhau hết nha chú anh chị. Tiếp tục, cây tiếp tục cây số 3. Cây số 3 hoành 15,5. Đây, uốn éo luôn. Đây cây số 3 nha chú anh chị. Để nó quấn lên tới đây luôn nha. Cây này hoành 15,5 phân 3 nhánh nha chú anh chị. Phân 3 nhánh. Màu thì đây, màu đỏ nha. Cái này thì cái nụ màu vàng nha chú anh chị. Cây này thì mới có lên có 2 màu à, còn mấy cái này thì nó ôm, đang ôm nụ nè. Đang ôm nụ hết nè. Đang ôm nụ như thế này nè. Cây số 3 nha, hoành 15,5 nha chú anh chị. Cây số 4. Cây số 4 hoành 13. Cây số 4 này thì nó lên màu nhiều rồi nè. Đây là màu hồng, màu cam.
Đây là màu hồng nữa. Cái này màu vàng nha. Cái này màu cam nè. Cái này màu trắng chưa nở nha quý anh chị. Tàn rất là đẹp luôn. Tàn 7-8 tấc là bình thường luôn á. Hoành 13 nha quý anh chị. Gốc đế của cây này đây. Cây này phân 3 nhánh. Ủa 4 nhánh nha quý anh chị. Đây cây số 4 nha. Đây là cây số 4 nha quý anh chị. Đấy cây số 4 luôn nha. Cây số 5. Cây số 5 này hoành 14. Cây số 5 này cũng lên một số màu nè. Đây là màu hồng. Đây là màu đỏ. Cái này trắng nha. Trắng gân nè. Cái này cũng là màu đỏ nè. Cái này màu cam với màu vàng chưa nở nha quý anh chị. Màu cam đây nè. Nó hơi mờ một tí tại vì hoa nó nhỏ, cái điện thoại nó không có bắt được màu á. Cây này hoành số 5 này hoành 14 nha. Gốc đế đây, rất là đẹp luôn nha quý anh chị. Gốc đế cây số 5 nha. Đây, quay bên đây cho chú anh chị mình xem cho nó dễ nha. Cây này phân 4 nhánh đi lên. Tàn tược thì cây nào cũng như cây đó là 90% là nó giống nhau nha. Cái tàn ở 90% nó giống nhau, chỉ ghét nhau cái đế thôi. Đồng giá là 380.000 một cây, con bao ship toàn quốc cho chú anh chị mình luôn. Cô chú anh chị mình mà thích cây nào thì cứ alo số điện thoại của con nha. Số điện thoại của con là 0358 899 853. Cảm ơn cô chú anh chị ủng hộ vườn của con nha.